Thưa quý vị, thời gian qua, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi được các hội viên cựu chiến binh Đà Nẵng hưởng ứng rất tích cực. Riêng tại huyện Hòa Vang, phong trào đã giúp nhiều hội viên nỗ lực thi đua sản xuất, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất tập trung, theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới. Cứ về thôn xóm nào tại huyện Hòa Vang cũng vậy, hễ nói đến điển hình vượt khó làm giàu, người dân đều nhắc đến cựu chiến binh đầu tiên. Với đức tính cần cù nhạy bén, hàng nghìn người lính trở về trên địa bàn Hòa Vang đã có cuộc sống khá giả chỉ từ chuyển đổi và phát triển kinh tế nông thôn. Cho tới nay, hội cựu chiến binh huyện đã vận động hỗ trợ được hội viên nhân rộng thành công hàng trăm mô hình như nuôi cá nước ngọt, rau sạch ứng dụng công nghệ cao, nắm ăn nắm dược liệu, góp phần lan tỏa phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi rộng khắp. Hàng năm là thường trực hội cựu chiến binh huyện tổ chức hội nghị là rút kinh nghiệm và tham quan mô hình học tập để nhân rộng cái mô hình này, phối hợp với trung tâm khuyến nông tổ chức hai hội nghị tập huấn về làm vườn, tập huấn về phát triển mô hình chăn nuôi làm nấm. Và hiện nay hội đã có hàng chục mô hình kinh tế ở khắp trên các địa bàn của huyện. Không chỉ góp phần phát triển kinh tế địa phương, từ phong trào còn giúp thúc đẩy chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Cụ thể, các cấp hội đã vận động hội viên cựu chiến binh hiến 120 mét vuông đất, đóng góp gần 140 triệu đồng làm đường bê tông và gần 200 công xây dựng cơ sở hạ tầng, thành lập 8 câu lạc bộ môi trường làm nòng cốt thực hiện mô hình thôn không rác ở khu dân cư, xây dựng 12 đoạn đường an toàn văn minh. Thì trong các hội đoàn thể, đặc biệt là hội cựu chiến binh xã Hòa Khương là một trong những hội là đi đầu gương mẫu trong công tác xây dựng phát triển kinh tế hộ. Hàng năm nhiều mô hình kinh tế của cựu chiến binh phát triển rất hiệu quả. Trong đó kinh tế mô hình kinh tế vườn, rồi kinh tế ao cá, nói chung là vườn ao chuông. Hội viên cựu chiến binh là đi đầu trong phong trào của địa phương. Cựu mà không cũ, với ý chí và quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, các cựu chiến binh Hòa Vang đã mang lại một diện mạo mới cho nông thôn Đà Nẵng. Không những vậy, họ còn chia sẻ, giúp đỡ vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm, giải quyết việc làm cho người dân và đồng đội để ngày càng có nhiều hộ thoát cảnh nghèo khó. Bài học đoàn kết từ trên chiến trường nay lại được vận dụng trong cuộc sống hàng ngày, đó chính là phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.